Chú chó Poodle với nét đi vệ sinh có 102 khiến Sen cười bò. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhỉ, khó coi quá vậy. Đúng là trần đời chưa thấy chú chó nào đi vệ sinh mà làm màu cỡ này. Chó nhà người ta chỉ ngồi xuống là xong, cơ mà chú chó bông này phải bày vẽ đủ loại trò rồi mới yên tâm hành sự. Đầu tiên là phải chọn một vị trí đắc địa, sau đó là xoay người như chấm chóng thật nhiều vòng. Nhìn hành động này không ai rõ mục đích của bông là gì. Có thể là vừa đi vệ sinh vừa sợ người khác nhìn thấy nên phải xoay xung quanh để kiểm tra tình hình. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhỉ, khó coi quá vậy. Tới khi thấy nó ngồi xuống, tưởng rằng đã có thể yên tâm hành sự. Nhưng không, nó còn phải lê mông đi thêm vài mét nữa. Có thể là vị trí ban đầu không hợp phong thủy nên phải đổi sang nhiều vị trí khác mới đủ yên tâm. Làm sao vậy? Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Sau cùng là màn đào đất để lắp bom. Hành động này chắc học của mấy nhỏ mèo hay sao á. Người ta đào nhẹ nhàng từ tốn mà tên bông này đào muốn trụi cỏ của công viên luôn đó. À, hiểu rồi, hiểu rồi, trời ơi, hiểu rồi. Cô chủ bất lực với tên mèo ngang nhiên đi bậy trong nhà. Chiều đây, chút chữa rồi. Xin lỗi, mình sai, mình sai, mình xin lỗi, được chưa? Sao đại nhiều thế? Trời ơi, Subi, nó con làm cái trò đi này. Đúng là sau một ngày dài mệt mỏi còn gặp phải tên mèo này, chắc chị chủ bất lực dữ lắm. Mọi ngày em mèo Subi này đi vệ sinh rất đúng chỗ, mà không hiểu tại sao nay lại bất chấp tất cả mà đi vệ sinh trong nhà thế này. Trong lúc đang được chị chủ bế trên tay thì em mèo Subi ngang nhiên đi tè. Khúc đầu thấy nước bắn ra, ai cũng nghĩ nhà bị dột. Ai dè, đứa dột ở đây là Subin. Ta chịu cụ rồi. Cụ hôm nay bị sao đây? Cụ hôm nay kiểu này á. Trời ơi, Subin, con làm cái gì đây? Trời ơi. Nhiều cư dân mạng đánh giá là tên mèo này tuy tè bậy nhưng lại rất quy củ, tè bắn xa nhưng vào đúng một điểm chứ không văng khắp nhà. Xem xong chiếc clip này, ai cũng nghe rõ tiếng than bất lực của chị chủ. Thấy bị mắng mà nó vẫn bình tĩnh đi tè nốt mới hay. Chịu đây, có chút chữa rồi. Xin lỗi, mình sai, mình sai, mình xin lỗi, được chưa? Sao đại nhiều thế? Trời ơi, Subi, nó con làm cái trò đi này. Sau màn đi tè khó hiểu đó thì tên mèo Subin này còn tặng chị chủ thêm một màn đi vệ sinh nặng ngay trong nhà. Chứng kiến toàn bộ cuộc hành sự công khai của ẻm mà chị chủ suýt tăng xong. Con trai tao hôm nay vừa đáy ra nhà vừa để ra nhà mình xong đi. Xin lỗi mình sai, xin lỗi, được chưa? Nghe không ngờ, làm một trận thế này tao chết mất, tao ốm mất. Kiên trai này hả? Được góp ý là nên đưa bé mèo đi khám vì có khi do bị bệnh tiết niệu nên mới đi vệ sinh không kiểm soát. Cơ mà kết quả sau kiểm tra thì tên Subin này khỏe re chứ không bệnh tật gì. Có lẽ do lâu rồi chưa báo nhà nên bữa nay tạo thêm công ăn việc làm cho chủ đây mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.